Dạ ông nhỏ miền Tây, mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Sáng nay mấy anh em mình đi bắt chuột ở nhà thì cũng đã vừa tới địa điểm rồi. Rồi xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng đi bắt chuột với mấy anh em mình luôn. Rồi, chắc xin mời cả nhà. Sáng nay có bốn anh chị em đi, cha không có đi cả nhà. Tại vì hôm nay là tới ngày cha dắt máy cắt đi cắt lúa rồi. Tại mấy cái khu này nè là cha chạy đường nước á, nên là cha quen với mấy chú nông dân ở đây nè, gọi lãnh lãnh lúa cắt cho máy cắt cắt rồi cha sẽ có hoa hồng, nên hôm nay cha sẽ vắng rồi, bố mình chị em mình đi. Đầu video hôm nay thì cho Trang gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình đang xem kênh nha. Nếu mà Gì? cả nhà có yêu thích Ở ông đâu? nhỏ miền Tây thì mong Chẳng cả nghe thứ nhà cho ông nhỏ có miền một Tây chim xin á, một lượt đăng ký kênh cũng con chim như mới bay á, like và ở chia đây sẻ video để nhiều người được biết thử đại thì đi, Trang xin cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn nha. Con gì vậy anh? không biết em ba nó con chuột hay gì á. Nó không vinh cỏ chim hết ta. Ấy ơi, chuột bẩn. Chưa Bỏ, 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 chạy, 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 tú đắng luôn. Để từ từ để anh dạy cái này lại đấy thôi. Nó lạng lại. Em đi trên đường mà thấy nó chạy á. Ê, kìa, 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 kìa. Ê, nó chạy qua đây rồi nè. Nó chạy qua đây rồi nè. Từ từ nha. Con nha. Sáng sớm mới vừa ra. Chạy, chạy tú đắng luôn. Đặng anh lùa lại. Con chuột này nó cho mình tập thể dục buổi sáng chứ có năng lượng nóng lên hồi mình bắt chuột cho nó dễ á. Chạy qua luôn phải không? Mới vừa đi trên cái bờ đê mà con chuột nó đã chạy ra đó cả nhà. Tới thủ kìa. Tiên, thủ tiên. Chụp tiên, chụp. Từ từ kìa, anh kìa, đi. Kìa. Không chụp nghe Út. Tới rồi đó. Thủ nha. Con này chạy nhanh quá. Đâu? Cái rồi. Chạy ngang, chạy ngang. Lý ta. Út lên bờ gánh Út, Út lên bờ gánh Út. Nó phải dùng bữa sáng. Nói không, chị nói đúng rồi không em? Chị thấy con chuột chạy gì đó. Sao nãy giờ em thấy nó gì chứ vậy? Thấy rồi, chị thấy chạy vô đó rồi mà không biết đi đâu rồi. Không biết có lên bờ ganh đi theo đường mòn chưa nữa. Chưa. Chuột này chắc chắn là phía bên kia đang cắt lúa nó sợ nè. Kìa kìa kìa, con gan ngẩn đây đây. Thủ nghe Út. Từ từ nha. Kìa kìa nó kìa. Đâu? Nó chạy sao sao nó cắt luôn rồi. Ê, qua luôn rồi. Dẹt đi. Chị này tới số rồi. Đi vậy. Ơ kìa kìa. Đúng vậy. Chưa biết chụp chụp đè 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 vậy mé này nó chưa chạy. Mé anh nè. Dạch ra, dính rồi, dính đầy hay gì vậy? Dính ở đây hay gì vậy? Mình thấy nó nhúng nhích. Chạy đâu mà được. Thằng ơi bự anh ơi. Cái chân đang chấp vĩ nó chạy vòng 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 vòng. Ê đây có hàng chuột luôn hay gì nè. Quá im. Cái gọng thuốc này nè cưng ơi, tiên lại đặng lấy cái xuống luôn tiên đi, nghe mà cái đùng nè, nè. Đụng bích đùng luôn hả anh, nè nghe cái bích đùng luôn nè, em đầu tiên trời ơi dẹt nó xỉu luôn chị, không dính được rồi, dẹt cái đi, dẹt 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 ra cỏ gom ra hết nha. Tới mùa lúa cắt là mình sẽ có những cái video về đặt gắn luôn cả nhà, tại vì mình bắt được chuột nữa nè. Có cái hang đụng thôi hay nè, nó bích rồi.
quá lúng rồi cả nhà, xịn quá trời xịn luôn. Nãy giờ mấy anh em mình đi xa rồi, xa luôn rồi đó, nhưng mà chuột thì chưa có bắt được. Đây 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 đây, tại ở chỗ đây á là một phần cắt rồi, một phần chưa cắt này cả nhà, phía đây là chưa cắt nè, giống như nửa bên cắt rồi nửa bên chưa cắt vậy đó. Trời ơi, cái đụng chuột cũng nhum mà nó không ở hay gì đó nè. Giờ mình bắt ếch nha cả nhà. Đây, bắt ếch. Ừ. Đây, phát hiện được cái dấu giò của con ếch đi vô hang. Bắt từng có bự á. Rồi. Nó còn cái dữ vậy. Đang đi xiên một đĩa trên này luôn nè. Đây. Là cá. Nước nhịp nhịp dưới ra. Nhảy ra. Ờ, con cá chê. Ủa, chị yên ếch đâu? Anh không biết. Bự không? Đó. Dạ. Ôi bự, ôi lên luôn kìa. Giọng út ơi, hẹn ở dưới giò con ếch. Thì sao mà bình đầy đi. Không nhỏ đi, cho chuột tự trắng. Còn nữa không, dưới giò con ếch dữ lắm mà. Anh bắt đi. Lấy tay. Đâu rồi? Ê, nó ra, nó ra. Đụng nó rồi nè. Con ếch này nó gọi cậu 200 gram đổ lên mới vừa lòng của anh á. Con ếch này nó gọi tầm 200 gram đổ lên mới vừa lòng anh chứ. Anh ơi. Vút vút đi anh. Để anh rửa nó luôn cái đó. Quá xịn rồi. Vậy là bắt con ếch này lời được con cá chơi luôn. Ê, hang này có cá nữa nha. Hang này có cá nữa nè. Nè. Cá ơi. Đây. Nè. Khủng khiếp luôn. Để bàn tay anh nghe. Bàn tay. Vô gọng cưng ơi. Anh nói gì mà em ếch này còn 200 gram mới vừa lòng anh chứ. Thấy cái dấu chân vô cái hang gành gạnh luôn. Hết cái gì vậy? Hết rồi. Hết rồi. Chạy lại giùm anh nha, lấy cái bao tay lên, anh chơi cái hang nữa. Khủng khiếp rồi cả nhà ơi. Ếch siêu to. Chùm cà na nó bự nha cả nhà. Trái này là thịt không luôn. Ngào đường ăn ngon. Ở đây phát hiện được đụng cúng nhum này cả nhà, mà không biết làm sao đây. Đây nè em ba, qua đây nè, dạ dạ nè, ém hàng hết đi. Hồi sáng giờ mấy anh em đi bắt chuột trước rồi, cậu Tư mới vừa lên này cả nhà. Hôm nay cậu Tư thay cha đi theo mấy anh em mình bắt chuột luôn. Xin chào cả nhà nha. Có cậu là hôm nay sung sức lại đó. Đâu mà vô được đụng cúng nhum luôn. Ủa, rồi. Ủa gọi mới luôn nè nha. Tính tới ngày không có đợi tàu pháp nha. Dạ. Ủa gọi mới chát luôn nè. Mà chỗ cụ Tư là hăng ngắt à. Hay gì? Có cái hang ở đây nè, nó ém rồi nè. Quá trời bự luôn kìa anh ơi. Cái hang ở chỗ này đẳng luôn đó. Cái hang chỗ này nè, nó ém rồi. Nó sẽ rút lên đó vô dữ kìa. Nãy thấy nó vàng vàng chắc kìa. Nó lên nè. Móc ở trên rộng ra mới thấy. Lấy tay ra kia cho tôi. Mỏng mỏng thôi để chạy vô lúa rồi hết bắt luôn. Dễ gì. Hết bắt là buồn lắm á, nãy giờ đào xa lắm rồi đó. Vài ngày nó đào có nhiều, lúa cắt hết rồi gom lên mấy bờ. Không đâu, lúa cắt hết là người ta đặt bẫy hết rồi. Không, bẫy không có nhiều chứ. Tại nước nó bơm lên vòng vòng nó dồn lên cái bờ nào cao đó. Dạ. Là từng ấy nó vậy. Dạ. Năm nào mấy anh nó đã đi tới lên nước đó, rồi nó dồn. Ôi da. Ôi, không dữ vậy. Thôi ôi, nó bự vậy. Hết biến chuột giấy rồi. Cũng xứng đáng rồi.
cái gọng đâu mấy đứa? Cái gọng rồi đó, đại gom đó. Cái này là ốc nhỏ miền Tây, còn cái anh đó. Đó rồi. Trong đây giờ này có đau bụng cho em. Lụm lụm bắt nổ ăn. Cơm. Giờ này anh Nho đi chi tìm chuột cống rồi. Đốt đồng, mùi đốt đồng cũng thơm nữa. Đi xa quê mà nghe mùi cắt lúa nè, dọn thơm mùi rạ cả nhà, mà nhớ quê hương liền luôn á. Phải, nó bự gì mới là cống chứ con. Chuột cơm nó đâu có bự bằng chuột cống. Cơm nè. Sáng giờ thất thu quá trời. Dạ. Chào cả nhà. Thì cũng con chuyện của Út Úp cũng xong. Mình cũng tiếp con thôi. Nó nắng quá à. Sáng giờ đừng con rồi cha. Con nào ăn con nấy nha. Không có bắt ốc á. Không có, cũng bắt ốc ăn luôn đó cha. Giờ này có thêm cha với cậu Tư rồi. Hy vọng là từ khúc này trở về sau mình sẽ bội thu như đâu. Mình xuống đó. Ném hết rồi. Bữa nay nắng gắt. Qua đi đào mát. Qua dạ, trời mát, với vậy qua đi sớm. Nắng vậy đi cho dân ta cắt lúa khỏe. Nắng lưới nó chơi. Có cái đừng dùng ha. Có bên thua, có muốn đừng đặt xe hái gì đừng bỏ lá. Phải nguyên lá chưa? Dạ. Có bên thua, bỏ cái ngắt cái tập trò, một chút bỏ thôi. Không. Cứ gì thì cứ. Đây, đây. Đây, đây, đây. Ủa sao nó đổi đây à? Nha, tôi dở ra dở đây. Qua rồi chuột cái ham. Ê, đu đu chuột bự. Chuột bự, chuột bự. Ê cha, nó đổn lên đó đó cha. Kìa, cái đuôi nó dưới kìa. Nó quẹo qua hướng ruộng hết cha. Ơi, ra rồi cha ơi. Ê, còn lú đồng nữa kìa cha. Thổi nha. Rộng cái đầu bên đó đó. Tới luôn đi cậu ơi. Dắt ngựa về bản đi cậu ơi. Cho hôm nay không đủ ăn ơi. Đi dặm đi cha, nặng quá. Đây nè. Ê. Dạ dạ được rồi cha. Đu đuôi nữa chơi. Đu đuôi nữa chơi. Ồ cái lửa dữ rồi. Cái lửa luôn rồi. Wow. Ừ. Chuột này không bắt hồi cũng chết. Ê kìa cái đuôi nó lú lên đó anh. Đó. Phía bên kia, phía bên tay phải á. Phía bên tay phải á. Đó. Kìa kìa cho ăn chuột bự chơi. Dứt cái hàng cục nó đắt cái lỗ nó ra đi. Rồi. Ôi chuột bự. Bành cây vô. Chơi, giữ rồi chị chơi. Cho bỏ vô chị chơi. Ê. Mỗi người cha để cái lửa cá cha đó. Lửa này em bao trời. Quá khứ rồi. Ôi. Thì giờ này á mấy cha con với cậu Tư nghỉ bắt chuột rồi cả nhà. Chắc chiều mình mới đi bắt nữa. Này trưa rồi, sáng giờ thì bắt được con ếch nè. Với lại một con cá trê với một ít chuột. Ít chuột bên đây mình để ra muống vô. Cho nó mát á, tại trời quá nắng rồi. Hả?
hôm nay á, mấy cha con mình bắt chuột ít cả nhà ơi, nên là nhà còn mấy con cá lóc nè, mình sẽ mặn thêm một ít con để cho mấy cậu cháu cùng ăn cơm. À giờ sáng á, mấy anh em mình có đi đào chuột ở cả nhà, được một mớ chuột, được một con ếch với một con cá chê. À, nhà mình có cá lóc phụ thêm nè, hôm nay thì mình sẽ nấu là hai món, một món là cá lóc, con ếch với cái phần cá cha, thì mình sẽ nấu canh chua, cơm mẻ, đây là cơm mẻ. Còn cái phần chuột với cá lóc á, thì mình sẽ muối sả ớt chiên, rồi xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng vô bếp nấu ăn với gia đình luôn. Rồi giờ em sẽ ướp chuột, muối sả ớt, xíu em chiên. À, đây là cái phần cơm mẻ này cả nhà, giờ mình sẽ cho muối vào cho nó chết queo một xíu luôn, xíu cái nồi nó nóng vô mình lượt mình lấy nước. Phần cơm mẻ này vô cái gây đó, rồi ta sẽ cho cái phần nước vào. Em có cái bông lắm mà. Cơm mẻ này cha nuôi lâu rồi nên nó chua lắm rồi cả nhà ơi. Nó cái chua nó sẽ rất là ngon. Còn lại cái phần ếch này cả nhà. Dưới nhà mình làm thêm con cá lóc, con cá chê với con cá cha nó cũng chua. Này dưa muối, dưa muối của mẹ làm hôm nay ăn được rồi, ra thôi. Mình ăn mặn mặn á, ăn chung với canh chua luôn. Đây phần bắp cải. Nay trễ rồi, nhà mình có gì thì mình phụ thêm. Chuột muối sả ớt chiên là còn gì bằng đúng không em? Đúng rồi, em hết món này lắm á chị. Rồi thêm mấy cái lóc nhỏ nhỏ nữa nè. Này bởi vì mình muối chung luôn cả nhà. Muối sả ớt chiên, muối mặn mặn ăn với canh. Rồi cái phần dầu nãy giờ cũng nóng rồi, giờ em sẽ cho chuột vô chiên. Là đáng lẽ là mấy anh chị em ăn ngoài ruộng cả nhà, chuẩn bị đồ hết trơn rồi, nhưng mà tình thế nên nó đã đảo ngược lại rồi, thì bắt về tới nhà nó là ghé nhà luôn. Về đó. Nhà luôn chơi. Rồi giờ anh sẽ nấu canh chua. Vô săn thật lên mới được đổi rồi. Không đói mà là quá đói. Nấu đi cô bác ơi, nấu nấu đi cô bác ơi. Nấu đi cô bác ơi, nấu nấu đi cô bác ơi. Rồi, nấu cơm mẻ giờ nó cũng sôi rồi, giờ anh sẽ cho phần cá với ớt vô. Cá đừng có la. La là tao biết mình nóng. Nồi luôn, chảo chứ luôn. Nước cơm mẻ nó đặc quá đặc, không biết nó có chua dữ không nữa anh ơi. Trời ơi, cơm mẻ là phải chua rồi. Nãy anh nấu rồi, giờ anh nêm luôn. Đó, tí đường. Nó muốn bột ngọt. Ây da, pháo nổ quá em ba ơi. Đừng
nó để vô mà nó săn hết luôn nè. Xôi á. Rồi ra sẽ cho phần xả với ớt vô cho nó thơm, một xả ớt nó thơm. Canh chua cùng mẻ thôi, xả ớt nó đúng bạc nha. Nó chín rồi anh ơi, chắc là mình cho bắp cải vô được luôn rồi đó. Em thấy nó chín rồi kìa. Này mình có một con ớt à, nhưng mà một con ớt này là đủ bữa ăn luôn cả nhà. Con ớt đâu gần 300g à. Bự lắm. Ôi chuột chiên nó ngon rồi đó nha. Ôi dĩa. Bây giờ chín mỡ rồi. Một dĩa chuột chiên xả ớt. Tuy bắt ít nhưng mà chất lượng. Ở đây có ngò gai nè cả nhà, tốt quá luôn. Giờ mình hái ít ngò gai để vô để vô rau canh chua. Này. Ở dưới có rau tặng nữa. Rau tặng trong thùng mớp á cả nhà, nhưng mà nó không có tốt rồi, cái này nó bị sâu rồi. Rồi, giờ nồi canh chua anh cũng chín rồi, giờ cho con bắp cải vô. Chín bắp cải nữa, mình để rau canh chua vô cho nó. Cũng mau chín nữa con. Dạ, có kẻ mình ăn sống được mà cha. Xuất sắc cái canh chua. Nhiều gai gia trọng rất là tốt nha chị. Thơm phức luôn em ơi. Rồi, bây giờ canh chua cũng chín rồi, anh sẽ cho phần rau canh chua vô cho nó thơm. Này mình chỉ ăn một loại rau à, ngò gai. Thưởng thức một mùi đặc trưng phải không? Đúng rồi, bình thường mình ăn ngò ôm với rau tằn. Nay mình ăn ngò gai thôi. Cá một bên, rau một bên. Mới nhìn thấy được cái sự hấp dẫn của nồi canh chua. Cái lóc chiên xả ớt bên đây cũng chín đây nè cả nhà. Chuột thì chín trước rồi. Rồi, canh chua anh hai nấu chín là vậy, sẽ múc ra. Bắp cải mình nấu vừa chín tới cả nhà, nó giòn giòn. Bắp cải là đúng chỗ em. Thơm. Cá lóc, cá cha, ếch, cá chê. Đủ loại luôn cả nhà, tô canh chua thập cẩm. Loại nồi canh chua mẹ thập cẩm phải không con? Dạ, canh chua thập cẩm luôn á cha. Full topping. Canh chua thập cẩm. Nấu với cơm mẻ. Bên đây là chuột, cá lóc, chiên xả ớt với dưa muối. Dạ con xin mời cha cậu Tư, xin mời cả nhà dùng cơm luôn. Thì thức ăn đã hoàn thành. Trong cái phần ăn cơm á thì có anh Tư, anh đến tham gia với tay mắt nhỏ cũng mời cả nhà. Thức mời cả chung. Nhà ăn cơm luôn. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ơi ngon quá. Mời cả nhà. Theo kỵ cậu Tư đi bắt chuột ăn với rau muối. Không bắt được, bắt cá. Canh chua cơm mẻ chấm muối ớt nữa. Mời cả nhà. Dạ xin mời cả nhà. Cái phần bắt chuột đó cả nhà, ngay cục chuột thì ham, nó cũng không nguyên cái cánh đồng mà chỗ có nhiều thì ham lắm, chỗ không có thì nó nản. Hôm nay bác cũng ít phụ thêm
làm cho cái bữa cũng ăn cho trọn vẹn. Cháu mình ở nhẽ gì cậu. Cái này là cá chê trắng nấu canh chua. Cá chê trắng thì thịt nó dai ngon lắm cả nhà. Cậu Tư nói bình thường coi bắt chuột quá trời chụp rồi. Tới cậu Tư lên đi chung với gia đình thì đào không có. Như anh em giao lưu rồi lại cũng đi à, không có ngay cục hết cục chuột cục cá gì hết. Anh vợ mới được cái này ha. Đó. Cảm ơn nha. Anh vợ đó à. À, gãy cái đùi rồi. Được rồi, được rồi. Anh cái đùi đi anh. Ừ. Anh chè cái mẻ mới được, quá ngon. Cái mẻ sao ha? Ngon. Đâu mình nấu canh chua me hoài. Đó là má nó phải chuột cái mẹ lâu lâu. Cái đùi ha. À, tặng cái thứ ba cục thịt gà. Ủa hôm nay cục gì hết đang? Thịt gà. Chẳng thôi cha. Bắp cải. Đủ hết cái dài. Nhức nách luôn. Gia đình nó dễ gì đó. Ít mình ăn ít, có nhiều mình ăn nhiều. Muốn gì mà cũng vừa ăn lắm á chị. Mình chiên nhanh, mình muốn nhiều cũng không sao mặn em. Mẹ bên này quá chua con. Dạ. Mới đầu tiên ai biết cái vụ cơm mẻ này hả anh Tư? Để mới đầu tiên nấu muốn dụng nấu cơm mẻ. Cám nó bán mấy bà già xưa á. Chuột ngon, mấy chua cơm mẻ ngon. Ngon lắm. Vậy là bữa nay cậu Tư dự định là kiếm chuột nấu cơm chua mẻ đó phải không? Dự định lên đây thấy mà hôm đi bắt chuột cái gì đó. Chuột nó nhiều quá, thấy ham. Tính đi lên bắt chuột chơi. Em gọi không có chuột. Kỳ ghê tê. Nướng nó mới đúng bài luôn. Chua chua không anh? Đúng mà. Chua chua mặn mặn. Giờ bữa nay quá nắng rồi. Ừ. Cảm ơn anh em. Và để cho gia đình tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.